Ngày 14 tháng 6 năm 2017, Bộ Công an đã thành lập Phòng Cảnh vệ miền Trung, hay còn gọi là Phòng 9, với chức năng tham mưu giúp Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nắm vững tình hình, xây dựng các kế hoạch, phương án bố trí lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tại 11 tỉnh thành phố miền Trung và Tây Nguyên. Phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Trung, ngày 14 tháng 6 năm 2017, ngày 14 tháng 6 năm 2022. 5 năm qua, những cán bộ chiến sĩ phòng 9 vẫn đang âm thầm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc thù của mình. Với hơn 100 kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối trên 790 cuộc hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Trong đó có 162 cuộc của lãnh đạo chủ chốt, 23 đoàn khách quốc tế và 4 sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức. Điển hình như bảo vệ tuyệt đối an toàn tuần lễ cấp cao APEC năm 2017, hội nghị cấp cao ASEAN năm 2020. Chúng tôi, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh miền Trung, luôn bám sát ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng, khách quốc tế diễn ra tại khu vực miền Trung. Cán bộ chiến sĩ phòng cảnh miền Trung luôn luôn yên tâm công tác, thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh giao cho chúng tôi. Chúng tôi có một sự phối hợp rất là tốt với phòng cảnh vệ trong tổ chức các hoạt động của lãnh đạo tại các địa phương ấy. Thì cụ thể là đảm bảo an toàn tuyệt đối tại nơi nghỉ của lãnh đạo quốc hội và trên đường đi và cũng như nơi làm nơi tổ chức họp như tiếp xúc cử tri hay là khảo sát giám sát, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề trong tình hình mới, Phòng Cảnh vệ miền Trung đặc biệt chú trọng công tác đào tạo huấn luyện quân sự, nghiệp vụ cảnh vệ, nâng cao kỹ năng chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, nhất là nâng cao trình độ võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng giải quyết nhanh gọn mọi tình huống có thể xảy ra. Tôi rất là vinh dự và tự hào khi được công tác tại Phòng Cảnh vệ miền Trung. Bản thân tôi là một cán bộ chiến sĩ trẻ nên tôi không ngừng cố gắng học tập, phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đến thăm đơn vị nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành tích mà Phòng Cảnh vệ miền Trung đã đạt được, nhấn mạnh việc thành lập Phòng 9 thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Công an đối với địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Công tác nghiệp vụ được nâng lên, tạo nên chủ động phối hợp tốt với các địa phương, nhất là công an các địa phương và các tỉnh trong khu vực. Chính vì vậy mà những cái sự kiện, những đoàn cấp cao của chính trị, của trung ương đảng, của chính phủ khi làm việc ở đây đều được các đồng chí xử lý giải quyết tốt và vấn đề chưa có những sự rút. Qua 5 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Trung luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng nghiên cứu, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm với công việc, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ cảnh vệ trong thời kỳ đổi mới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân anh hùng.